Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Di động cao cấp .vn giới thiệu với bạn một cái món linh kiện rất là nhỏ bé mà rất hữu dụng của Samsung Galaxy Note 4, đó là loa thoại. Đây là loa thoại của Samsung Galaxy Note 4. Trông thì rất là nhỏ bé này, nhưng khi mà gặp các sự cố liên quan loa thoại của Samsung Galaxy Note 4, loa rè, loa hỏng, loa lỗi, vân vân và vân vân. Nói tóm lại là không dùng được loa thoại của Samsung Galaxy Note 4. Thì cái sản phẩm nhỏ bé xinh xinh này cực kỳ quan trọng, nhiều khi là tối quan trọng. Vì đã là điện thoại mà không nghe gọi được thì còn gì là điện thoại nữa. Thông thường thì Galaxy Note 4 bị lỗi cái loa thoại này do rơi vào nước hay là bị các mặt sắt nó bám vào cái màng loa, gây ra hiện tượng rè ú, nghe chập chờn lúc được không, vân 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 vân. Chúng ta phải thay cả cái cụm loa. Sản phẩm đang có bán tại Di động cao cấp.vn trên toàn quốc. Mọi thông tin thắc mắc của sản phẩm vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466 750 999 để tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn.